Là đẹp và những cái hoa sẽ tàn. Hoa tàn hoa nở thật là vô tình. Hoa tulip như một cái bông hồng luôn á. Thomas ơi, thích màu vàng này quá đi á. Không mệt hả Thomas? Bữa nay không mệt à? Đi học gì không mệt? Có hoa gì đó quên mất tiêu rồi, giờ mới ra hoa nè. Năm ngoái không ra, năm nay nó mới ra đó kìa. Nó ra nụ á. Bông màu vàng này nó bự chứ con ơi. Nó bự quá luôn. Ừ ha. Cái này màu nhung nè. Màu nhung luôn á. Không? Con thấy hoa đẹp không Thomas? Wow, đủ màu luôn ha. Đủ màu. Xanh, tím, vàng, trắng. Đẹp quá, đẹp quá. Đang tiện nó ra bông nữa kìa. Màu trắng lạc. Vô một màu trắng bên kia, một màu trắng. Đây là hai màu trắng. Cái này nó tàn rồi. Tàn, tàn. Có nhiều cái nó tàn, có nhiều cái nó mọc. Tàn. Đó, trái thúi của mẹ đó. Wow, wow. Thôi mặt ơi, quay lại đây. Con quay lại đây mẹ coi nè. Coi cái mặt của con thấy nè. Nè, nhìn mẹ đi. Con nhìn mẹ con cười một cái coi. Thomas. Nè, có mặt mẹ nè. Nhìn nè, coi nè, nhìn cái mặt mẹ này nè. Quay lại đây nè. Không, thôi mà đi. Không có. cười đi. Thomas cười đi. Thomas. Hoa đen tiểu. Rồi, hoa tulip coi như là sẽ tàn. Còn bây giờ mình sẽ dịnh cái này vô nè. Cái này sao nó... you write that. Oh. Wow. Cái này nó cũng ra bấp. Cái này sao héo rồi? Sao mà héo rồi? Này thật héo luôn á. Ok, thôi đi ra. Hoa đẹp quá ha. Này thơm ạ. Không biết bao nhiêu bông ha. Một màu trắng nó xen lẫn nhiều cái màu hồng, màu tím này kia, màu đỏ vô nữa, nó đẹp lắm á. Thôi vậy thôi, được rồi, ngày nay cứ mỗi ngày mình review vậy á, ngắm cho đến khi nó tàn là không có ngắm được nữa. Rồi đây, hôm nay nó đang nứt này, cái này chắc cũng dễ thương lắm. Ok Thomas, mình vô nhà thôi. Hoa màu trắng tinh khôi. Lên tia. Thomas. Thomas bao nhiêu tuổi vậy? Number 3 á hả? Thomas number 3. Wow, nó xòe ra dễ sợ không? Xòe ra, tulip mà nó xòe ra nè. Quá đẹp luôn ha. Quá chừng bự. Màu hồng nữa, màu vàng nè. Hoa nó tàn. Lần đầu tiên mua về 2 năm rồi, giờ nó mới nứt ra nè. Chàng ơi, có cái bông à. Có mở cái bông thôi. Rồi, hoa nở không? Con thấy hoa đẹp quá hả? Hoa đẹp không? Rất là đẹp. Đẹp hả Thomas? Ok, other side. Look. I'm done. Don đang đi á. Hoa hồng mới nứt đang dốc, cắt luôn về dưới chân luôn. Đây, đi ra. Spiderweb.
Spider web đúng rồi. Màu vàng nó bự quá ha. Đi ra đi. Hurry, đi ra ngoài. Tàn rồi. Hoa đã tàn. Đứng ra coi. Rồi. Hoa đã tàn. Thì hoa này bên nào rực rỡ. Let's go in there. Okay, go. Mommy. Let's go. Let's go. Không biết cái cây đó nó có sống không nổi. Thôi được rồi, mẹ đi vô á. Mẹ đi vô nhà. Mẹ đi vô nhà thôi. Đây, cây cây này là cây peach. Mua dưới đồi ở nursery ở Irvin đây. Cái này năm ngoái trồng cây hồng ở Phương nursery. Trong tháng 6 có cái tối nó xuống nhiệt độ thấp, đông đá chết rồi. Tiếc gì là tiếc, vì năm nay trồng cây peach. Đây thì cây táo nó nứt ra lá ra nhánh này. Cây bên kia thì nó mới lú lú, còn bên này thì nó ra rồi nè. Không biết năm nay có cá trái ăn không nữa. Wow. Trà bông quá chừng luôn. Mình có giống salad son rồi đây. Cây giống salad son nè. Bây giờ mình sẽ cắt ngọ hành. Hành tây. Hey, mình cắt hành tây thôi, mình thu hoạch hành tây đầu mùa. Mình trồng khoai tây này, khoai tây củ rúa, khoai tây bàng á. Cái loại nhỏ nhỏ vậy nè. Dẫn lên rồi đó. Bây giờ mình sẽ cắt cái hành trong này nữa nè. Rồi, mình cắt được chừng này. Đây. Phở chắc cái chung với ngò ngon quá ha. Cọng cũng bự ha, mà mình lại không thích cái cọng bự như vậy, mình thích nhỏ nhỏ, cái nhỏ nha, cái nhỏ như vậy nè. Thích hơn là thích cái bự ngộ vậy thôi chứ. Đem một cây ổi ra ngoài trước nè, mình tỉa hết mấy cái lá nó bị con gì trắng 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 đó, bóp hết xong rồi bây giờ để ra ngoài thử mình cay trước thôi. Ui, như một cái bông hoa hồng rất là bự luôn á, bự bự. Này bông vàng này, ơi bông hoa pansy đẹp quá, quá chất luôn nè, còn quá chất. Để phải cắt đi bây giờ. Bông thích cái này nè, ồ năm hoa luôn á. Lặng lên nè, năm cây, năm cái bông, cái nào cũng đều đều đều. Hai con, hàng xì đẹp quá. Hôm qua không có làm được hết, mới được một nửa thôi à, bỏ chip vô một nửa, chỉ có làm hết. Mới thấy đây thôi. Nay này tàn hết rồi. Mình cũng sẽ trồng những cái bông khác vô thôi. Một chiếc hai bông này cho vô đây luôn. Sống năm, xong năm mỗi năm nó nứt lại cho nên thôi mình thích quá. Cây đó là cái màu hồng nhạt, lại màu tím. Thank you.
hai phai hồng. Rất là xinh. Còn đây là vàng vàng này, mình thích màu vàng lắm. Con này mà không thể nào chịu nổi luôn đó cả nhà. Màu vàng. Cho cả nhà xem nè. Christmas Kadasma lại ra bây giờ mùa xuân rồi. Đẹp không? Rất là đẹp. Một nhánh thôi. Cái này chia ra. Thăm ạ, quay qua bạch coi. Coi cái mặt rồi. Thăm ạ thế nào. Ồ, bữa hôm tối, hai bữa trước, mưa đá. Ui, tơi tả luôn á. Tơi tả cái bông này luôn nè. Khổ ghê ha. Red flower. Wow. Đen thiệt nó ra bông. Đen thiệt nó ra bông nè. Đây nè, màu trắng, màu đỏ, màu tím, màu hồng, đủ màu luôn. Đây đến nè. Chà, thích cái bông này nữa, nó ra chùm năm bông. Tùy nhỏ tới lớn. Làm sao? Rồi tới cái hoa này nè. Rất là dễ thương nha. Rất là dễ thương luôn á. Thích lắm, thích lắm. Cứ mỗi mùa xuân là nó sẽ ra lại. Rất hột annual, nhưng mà rất hột rồi nó sẽ lên lại. Đừng có bước cho con. Con làm gì nó hư hết làm sao. Này, nó đang ra bông nữa nè. Lên từ nè. Nhô con nè. Nhô con. Ui, cái này sao nó nứt lá rồi, nó lại chết rồi ta. Đây, đây nè. Ra bông rừng 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 luôn. Đẹp quá. Qua đây mình thăm hoa. Bên khu này chỉ có rải màu trắng hết được. Bây giờ nó nứt nè, mùa xuân nó nứt lá nè. Đây màu tím nó ra. Màu tím nó nứt rồi nè. Đây màu tím lật lật. Chị đã nè, đã chưa, bự chát luôn. Con gì trong này? Chùm màu trắng con đó. Bông cúc cũng lên nè. Bông cúc trồng, bông cúc Tết Việt Nam mình trồng dạng lên á. Mới mùa hoa. Floss về nè. Floss. Blue Moon Floss. Cái rosemary dưới ông ngoại đem về. Rồi. Mới trải một bên này. Một bên này vừa xong. Thôi mẹ ơi. Hoa mẹ đẹp không con? Con thấy hoa của mẹ đẹp không? Hoa rose. Có 1, 2, 3, 4 bụi floss. Đây một bụi nữa nè. Đây là màu hồng. Đi ra đi con ơi. Con cứ bước vô đó hoài. Đi, đi ra đi vô nhà đi. Ok. Ok. Đi. Ăn xong kêu thì đi vô nhà chứ. Đi xả trong nhà. Đẹp lắm. Tháng tư mà có hoa Giáng sinh. Đặc biệt không? Một nhánh. Giờ nó nứt ra 4 cái bông. Một cái bắp. 4 cái bông, một cái bắp. Và đây là cái này là màu trắng. Trắng trắng hồng hồng. Trắng trắng lay hồng. Còn qua bên này là màu hồng. Cái này thì không thấy ra. Nhưng cái đó thì nó ra đấy.
Và đây nè, cây hoa sứ. Nó đang búp. Yeah. Sứ đã ra búp. Hay nhánh. Nhìn vô nhà đó, tưới nước nhiều quá, sợ nó đã bị ống, rút nó lên luôn, khô. Này cũng vậy, này ương từ hột nè. Cho nên đem ra ngoài thì hy vọng nó lớn. Ngồi nhà sứ mà nó khô thì nó lại sống mà ướt nước nhiều quá, nó lại chết. Đây, lại mua hoa nữa rồi. Hoa 1, 2, 3, 4, 5 5 màu. Màu vàng nữa, 6 màu. Trái ở đây rồi. Khi nào có thời gian sẽ trồng. Sẽ trồng những em này xuống nhé. Sống mùa đông nhà trồng đấy nhà giờ con bây giờ vô rồi giờ bắt đầu hoa đem tiền đang ra cho xung xuê luôn này cả nhà ơi. Đi vô hả thôi mà quay qua đây với mẹ đi. Xâm xê lại. Xâm xê. Oh wow, tự nhiên sao lên đẹp cái cây này có màu đẹp như vậy. Tại sao nó giống như là giống vậy đó. Sáng ra đi làm thì 46 độ, chiều về 87 độ, tối thì trời mưa đá.
Quà nó xuống là nhiều. À, ra lấy đồ ra đi. Oh no, rau rồi mà mai chưa có gì nữa, em kiện tài tả luôn, trắng nữa. Trời ơi, sao mà nó nhiều dữ vậy? Dàn vô tới nhà luôn. Nó nằm cái sứ lại đằng bên ngoài bây giờ. Mà để trong đó không sao. Rồi, sáng rồi. It's rainbow now. Trời mưa nắng lạ thường không? Mới tứ ầu rồi bây giờ nắng đây rồi nè. Where? I don't see any rainbow. No, but it's kind of big. When the rain stops. Oh, vậy đó. Beautiful. Hmm? Đây, 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 đây. Không biết có lát nữa có cục đá nào bự không, bây giờ cái đá nhỏ nhỏ không nha. Oh, that's okay, the glitter is cool.